không gian thật là lãng mạn và có lại có người đẹp ở đây nữa thì anh rất cảm động. Bốn người đẹp luôn. Còn em thì bơi rơi quá nên đầu tóc cũng rơi. Thế thì bây giờ bọn mình cùng nhau đoán cái chủ đề chính của chương trình ngày hôm nay thôi chứ nhỉ. Chúng ta sẽ có 3 cái hashtag mà Thắng đưa ra cho mọi người. Và hashtag đầu tiên của chúng ta sẽ là hai con số 20 và 35. Độ tuổi. Anh sao em nghĩ cái này con có khi nào tiền lương không? 20 triệu đến 35 triệu. Cái gì vậy trời ơi, quay lại chủ đề giải mã tình yêu tiền lương đâu đây. Không, tiền lương có quan trọng trong tình yêu nha. Cái mình hashtag qua hashtag thứ hai nha. Okay. Làm như bí mật lắm. Bí mật. Cái này là một hashtag rất là trending. Trending hả? Đó. Ế là xu thế. Rồi, mình vậy không là, thích cái xu thế là này đúng cho lắm. Chủ đề rồi đó. Tức là mình có bạn trai bạn gái hoặc là kết hôn ở trong cái độ tuổi đó. Bây giờ cho em hỏi trong đây có ai thích ế không nè? Không, tôi là không rồi nha. Em nghĩ là ế thì sẽ gọi thẳng là không có người yêu thì cũng sẽ có những cái vệ tinh xung quanh. Nhưng mà nói thích muốn thì không phải, do mình không tìm được người phù hợp hoặc là vì một lý do gì đó mình ok mình độc thân cũng được, nhưng mà nói mà muốn theo xu thế thì em không thích theo xu thế ế đâu nha. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp cái hashtag nha. Mới hồi qua cái ế đi. Nghe cái tụi ế là nó không nhắn rồi trong con người của mình, nó sẽ ám cái con người của cái mình. Cái này lại là một hashtag trending tiếp, lại là trending. Hạnh phúc được bao lâu? Trời ơi, sao nghe cô hỏi em. Nghe nó sâu sắc nhở. Ừ, này, để tao coi mày hạnh phúc được bao lâu. Ừ, mày mà mày chưa yêu đó. Không, là cái câu này là làm thì cảm giác là hơi bị khó chịu đó. Bây giờ mà chỉ cần được yêu thôi chứ muốn hạnh phúc mấy ngày cũng được. Tôi là đúng, cần được thế yêu. Bây giờ muốn được yêu. Bây giờ không cần quan tâm là hạnh phúc được bao lâu nữa. Em ủng hộ chị Kiếm Nhi bây giờ. Em thấy chưa, em thấy chưa. Cho dù cho em yêu, em yêu một ngày, một tiếng, một phút tới đây là có một đích hết. Trang nói câu đấy xong là mình kiểu hình dung ra kiểu mấy cái đoạn clip ở trên YouTube ấy, kiểu em cô đơn quá. Mọi người, em cô đơn. Cái bài gì cầu hôn đó. Anh muốn ăn em không? Có yêu em không lỗ? Anh có yêu em không? Em sao vậy? Anh có yêu em không? Nó nhập vô chị quá, chị quên rồi. Cái miếng này em binh chị của em nè. Tại vì đâu phải là mình, có nghĩa là mình ế là ai mình cũng sát vô. Nhưng mà mình cần cái cảm xúc yêu và được yêu. Nhưng mà thường á, em thấy thường nha, mình càng khao khát mình càng tìm kiếm nó lại không có. Mà có thì nó tạm bợ lắm. Đúng là kiểu hạnh phúc được bao lâu á. Chạy tình tình theo mà theo tình tình chạy hả? Đúng đúng rồi, mình đừng có sổ sàng. Đúng không, nhưng tình yêu nó lại tự đỡ tỏ vẻ như vậy thôi chứ mình cũng rất là nhiều người theo đuổi nha. Đó, mình không cần giờ đâu phải nói Trang cái gì đâu, mình đang phân tích chung mà đúng không? Không nên nhạy cảm quá nha. Lên. Ủa sao mình có hai đứa mình nói chuyện? Bây giờ là 8 giờ sáng. Xin chào mọi người, Nam Minh và chị Sa đã quay trở lại với chương trình giải mã tình yêu. Em có thắc mắc sao bữa nay có hai đứa mình không không? Có. Thực ra là bữa nay là tụi mình sẽ phải đi tìm chàng trai đó. Là quyết tập này, chàng trai ấy như thế nào? Bà ham quá à. Cái này là giải mã tình yêu. Mình lên mình giải mã tình yêu thôi. Hello, hello. Trời ơi, như công chúa lọ lem vậy trời. Chiếc váy xanh xanh. Ở đây trước đi. Hôm nay em nghe nói là mình sẽ đi ăn nhà hàng cho nên là em đã phải chọn một cái váy cho nó. Ủa không phải hả chị? Trước khi mà được ăn thì người ta nói muốn ăn phải lăn nhộn. Đúng rồi đó. Không phải muốn ăn là được ăn đâu nha. Ủa là ngày xưa em có tham gia giải mã tình yêu nhưng mà là ở cái phiên bản mà mình sẽ ngồi ở trong studio. Quán Bảo xin được chào mừng tất cả quý vị, chúng ta đang cùng đến với chương trình giải mã tình yêu. Và cô gái nhỏ nhắn dễ thương Gia Linh. Đó, đây là bên em. Mình quên cái đó đi. Quên đi. Tức là bây giờ nó khác rồi. Rồi, bây giờ là hiện tại và tương lai chị nhé. Hả? Từ từ sao chị ghê bằng chị? Em nhỏ tuổi hơn mọi người đó. Ủa vậy hả? À?
thôi chị ngồi với em ngồi ở đây. Gặp nhau từ rất là lâu rồi nhỉ. Nhưng mà trời ơi, trong hai người này có cặp có đôi. À, em cũng thấy ạ. Em biết chị là DJ đúng không? Dạ. À, thì sao? DJ. Đúng rồi. Lên lên rồi. Đúng rồi, DJ. Sao chị? Tụi bay nghe DJ tụi bay sung quá à. Cái này là chương trình giải mã tình yêu. Ok ok. Không phải là chương trình là đi vợ quẩy chưa? Dạ rồi, mình nghiêm túc nè, mình nghiêm túc. Thì đầu tiên Nam Anh và Hoài Sa rất là vui khi mà được chào đón hai bạn gái như công chúa hôm nay rất là xinh đẹp, là DJ Trang Moon và khô em bò. Diễn viên Gia Linh khô bò. Ủa sao chị gọi em khô bò đúng không? Không, người ta gọi em khô bò. Linh Gia Linh khô bò. Linh khô bò. Sao so, thì bình thường chúng ta sẽ có sẵn những một chàng trai nam thần nào đó để chúng ta giải mã, nhưng mà hôm nay một cái điều mới mẻ là bốn chị em tụi mình sẽ phải đi tìm ra chàng trai đó. Em thấy khuôn mặt của chị Trang Moon đó là kiểu không, không, em không có mê trai cho mọi người. Em nhìn em rất là kiểu như là đằm thắm và nữ tính, em rất là dịu dàng và em rất là chị thấy em rất là hợp luôn á. Bây giờ Sa sẽ công bố cái thử thách đầu tiên của chúng ta qua một cái gợi ý của chương trình nha. Thì chương trình có gửi cho Sa một cái này, thì trong đây sẽ có một cái đoạn âm thanh chúng ta nghe và chúng ta sẽ đoán cái gợi ý ở trong đây là chàng trai hôm nay của chúng ta là ai. Hát hay vậy, hay hát hay chắc là đẹp trai rồi. Đây là chưa đoán ra được nè. Đó, muốn quẩy là có quẩy đó. Cái này chắc chắn Moon là rành nhất. Cha đĩa. Lên lên mời. Lên luôn em ơi. Lên luôn. Quỳnh lên lao. Quỳnh lên lao. Có ai đoán ra được gì chưa? Là sao? Là em tưởng là chương trình cho mình nghe nhạc giải trí. Bé, chị nói rồi, nghe mình phải đoán nữa. Em đi ra bé người này là hả? Trời ơi sao biết? Có khi nào là cái anh quay phim không? Khi nào là anh quay phim? Có khi nào là anh quay phim ta? Cái quan trọng bây giờ là chia team nè, ai muốn về đội của ai? Thôi em thấy cái gì giống như duyên số nè. Đó, ngồi mỗi người một băng ghế thôi, mình vô một băng gì luôn đi. Đúng à. Bầu một nắng nha, đội của em là bầu một nắng. Bầu một nắng thí liệu nha mọi người. Bầu một nắng thí liệu. Bầu một nắng được rồi. Ra ra xe nha mọi người. Thôi chết rồi, bây giờ xe dừng lại ở một cái nơi thật là rộng lớn như thế này. Em biết tìm anh ở đâu hỡi chàng trai. Biết. Rồi bây giờ mình có team hết rồi phải không? Team này là gara xe. Rồi team này là khô bò. Bò một nắng. Bò một nắng đúng rồi. Tôi bây giờ là ai thắng mà chứ không có bạn tán gì hết trơn rồi. Bây giờ thắng được tôi cái gì mà thua được cái gì. Tôi ở đây rồi đó. Còn em thấy nha. Hình đâu cái cảm là anh ý sẽ hôm nay sẽ bề đội chúng ta. Ok đó, bây giờ mình đi tìm đi nè. Đi tìm, để đợi mình đi. Bây giờ bye bye, tôi muốn khóc quá trời, tôi muốn khóc. Bây giờ cho tôi đi thôi. Không tìm anh nữa đâu. Bây giờ tìm nó đây nè, tìm mấy chú xe ôm kìa. Bây giờ tìm nó đâu. Bây giờ người ta tìm ở đây, mình tìm bên đây đi. Ủa nhưng mà chắc cũng chương trình không có. Không có cho có mình phanh phục gì hả không? Ta chứ bây giờ quá chị trai. Giờ hỏi ai giờ. Ủa anh ấy có gì trong này không? Này có được vào trong này không? Này có được vào trong này không chị? Chị xe ơi, chị có thể cho em xà vào lòng chị xíu không? Khi nào bên kia không hay mình đi cùng không mình cướp không? Chứ không là chị sợ là trai đẹp đúng không? Tập phải tìm trai đẹp. Em nghĩ là phải đưa vào những cái quán cà phê chứ đúng không? Bây giờ mình đi qua mình cũng đã trễ rồi. Bây giờ là mình chạy theo. Có khi nào ở trong bưu điện không? Mình vô bưu điện mình kiếm. Em kia. Anh Hảo. Giờ xa ta ở đâu? Ủa mình chỉ có ở dưới này thôi đúng không chị? Chị ở rút quân vậy? Em thấy rồi đó, không thấy rồi. Em hình dung cái mặt là phải baby cute, dễ thương đáng yêu. Hướng này là không có khí cảm hoặc là có. Không ai khả nghi. Chắc bên kia Linh ơi. Sao? Cái gì mà bỏ tôi giữa đường với mình là một đội. Còn cảnh giới này thì sao? Thì đây.
Sao không thấy ai khả nghi hết chị? Em nghi quá, chương trình sẽ đóng gói anh đó vào một cái thùng hàng và bỏ vô bưu điện. Có đó hả? Ừ. Chàng đét ơi, hơi cực đó nha. Ê mà vô bưu điện có cho vô không vậy? Không biết. Thấy lắm. Không, bài nào đấy quanh nghe giọng là được. À nghe giọng à? À, nắm tay em thật chặt, giữ tay em thật lâu, hứa với em một câu xe đi cho đến cuối con đường. Từ từ. Nghe giọng này cũng hay mà. Không, nhiều khi đang cố tình á. Ừ. Cố tình là như nào vậy? Không. Bạn Oanh đó là không phải, nghe em đi đường trường đi. Ui, anh, à, không phải. Không, anh này nước ngoài, anh hát tiếng Việt rõ lắm. Hát tiếng Việt rõ lắm hả? Biết đâu, anh ở Việt Nam này mấy chục năm rồi chị. Sao khó quá nè. Nãy giờ chưa tìm ra được ai khả nghi luôn á. Thôi bỏ cuộc được không? Cái này bữa nay giống chơi vận động trường quá à. Trời ơi. Ủa? 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 Ủa chàng trai đó đâu rồi? Chàng trai nãy đâu rồi? Thấy dành dữ lắm mà. Ê mình đi đi chung để mọi người. Trời đất ơi. Mới là chúng ta rồi. Trời ơi, mày dậy con bắt mình đến dậy. Mắc gì vậy? Xin đi quốc làm cái gì? Bạn. Em xin lỗi. Sao vậy bạn? Em đang bị. Dạ. Em đang bị ngược đuổi. Mình đang bận, mình đang có việc mà bạn. Đó đó rồi. Anh lại không chạy được đâu em đâu. Anh. Ủa, em thấy một ai đó mặc đồ trắng kìa. Sao lại thế này? Anh ơi, tụi em bị bắt cóc. Bọn em bắt cóc. Mình đang có việc các bạn. Chị em chờ em với. May là hôm nay nha. Có người đi rồi. Cho nên là mới tóm được cái anh này đó. Nhìn ở đây, thấy chị bảo chưa? Chị cảm giác anh. Em nhức đầu quá. Xin lỗi mọi người, cho mình biết là mình đang ở trong cái thế gì được không? Đang ở trong cái thế gì vậy? Trong cái thế là đã thuộc về đội Garage. Ủa chưa mà. Khoan cho thở chút xíu mà mệt quá. Anh, nãy giờ anh biết gì chưa? Hay anh có thể hát cho em nghe thử được không? Một đoạn thôi. Các bạn ơi, nhưng mà đang nhầm người hay sao ấy? Từ. Chị nghĩ là nhầm rồi, không phải. Ờ thế thì đi chung hát em đi. Để là nhầm rồi. Để em nói chuyện với anh một xíu. Nhưng mà mình nhận ra bạn nè. Bạn là Trang Môn đúng không? Ồ, 8-1. Bạn là 1, mình biết bạn. Nè, để kể cho nghe lại. Chúng ta có một chút lương tình, quên, mối nhân duyên. Ôi dồi, mệt quá, nói nhầm mọi người ạ. Thì anh có thể hát tặng em một bài được không? Mình mới từ ngoài kia vào theo... Ngoài kia là ngoài nào anh? Mình ở ngoài Bắc vào á. Thì theo lịch hẹn của bạn mình để mình vào trong này có việc và bạn mình đang hẹn mình ngoài này. Rất vui là hôm nay chúng ta đã có duyên gặp mặt tất cả các bạn ở đây. Nhưng không sao, không sao, vui thì bọn mình cũng hát. Người ta từ chối rồi mà cũng còn nghe. Cầm tay không? Hả? Nhưng mà... Liêm chỉ. Không phải, ví dụ các bạn cần hình của mình lên hình ở một góc quay nào không đó. Không sao, thực ra thì đây là một chương trình mà để em tìm nam thần của đời em nha. Nên anh có thể hát tỏ tình với em một bài. Chị ơi chị. Nhầm rồi chị, mình giải mã. Mình giải mã cho mình tìm nam thần đời ai nha. Vâng, mọi người, đây là chương trình giải mã tình yêu ạ. Xin chào tất cả các khán giả của giải mã tình yêu nha. Mình rất vui vì hôm nay nhờ chúa chương trình mà đã cho mình gặp được tất cả các bạn nữ ở đây. Bạn này cũng quen mặt này, rồi mọi người đều quen mặt cả. Đặc biệt là Trang Moon, mình là một người mình rất hâm mộ Trang Moon từ đấy, đi quẩy nhiều lắm không? Đấy, nhưng mà mọi người là mình đang có việc nên... Từ từ. Anh nghe bài nha, bye bye. Khoan cái khoản chào, anh không cần phải chào anh. Anh có thể hát cho em nghe một đoạn được không? Thế thì mình sẽ hát một bài của mình.
Mà bài mình đã ra khá là lâu rồi, bài mang tên là Nếu Em Cần. Và nếu em cần một vòng tay thật dịu dàng bên em, và nếu em cần bài lúc nãy một tình yêu thật nhẹ nhàng cho em, thì anh sẽ mãi mãi ở bên thật gần. Dẫu bao tố đến tay nhiều lần, my baby, my baby, yeah. Một bài của mình ngắn như vậy. Trời ơi, nói gì vậy? Và sau đây thì mời tất cả mọi người cùng tất cả bốn bạn nữ chúng ta cùng lên xe. Chúng ta sẽ có phần thưởng dành cho đội chiến thắng và hình phạt dành cho đội chưa chiến thắng. Yeah. Yes. Sao đây? Nói là được mà phạt chứ anh, nó cảm nhận đâu đi. Nam thưởng là phạt, nó thích hơn là thưởng. Ok ok. Wow. Được phạt, được phạt nha. Ok ạ. Không gian thật là lãng mạn và có lại có người đẹp ở đây nữa thì anh rất cảm động. Bốn người đẹp luôn. Còn em thì bơi rối quá nên đầu tóc cũng rối. Thế thì bây giờ bọn mình cùng nhau đoán cái chủ đề chính của chương trình ngày hôm nay thôi chứ nhỉ. Chúng ta sẽ có ba cái hashtag mà Thắng đưa ra cho mọi người. Và hashtag đầu tiên của chúng ta sẽ là hai con số 20 và 35. Độ tuổi. Anh sao em nghĩ cái này con có khi nào tiền lương không? 20 triệu đến 35 triệu. Cái gì vậy trời ơi, quay lại chủ đề giải mã tình yêu, tiền lương đâu đây? Không, tiền lương có quan trọng trong tình yêu nha. Cái mình hashtag, hashtag nha. 2 nha. Okay. Làm như bí mật lắm. Bí mật. Cái này là một hashtag rất là trending. Trending hả? Đó. Ế là xu thế. Rồi, mình không là, thích cái xu thế này cho lắm. Đúng cái chủ đề rồi đó. Tức là đúng mình rồi, có bạn trai, bạn gái hoặc là kết hôn ở trong cái độ tuổi đó. Bây giờ cho em hỏi trong đây có ai thích ế không nè? Không, tôi là không rồi nha. Em nghĩ là ế thì sẽ gọi thẳng là không có người yêu thì cũng sẽ có những cái vệ tinh xung quanh. Nhưng mà nói thích, muốn thì không phải. Do mình không tìm được người phù hợp hoặc là vì một lý do gì đó mình ok, mình độc thân cũng được. Nhưng mà nói mà muốn theo xu thế thì em không thích theo xu thế ế đâu nha. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp cái hashtag mới. Thôi qua cái ế đi. Thôi cái tụi ế là nó không nhắn muốn rồi. Nó trong con người của mình. Nó sẽ ám cái con người của cái mình. Cái này lại là một hashtag trending tiếp. Lại là trending. Hạnh phúc được bao lâu? Trời ơi sao nghe câu hỏi này. Nghe nó trông sắc nhở. Ừ, này, để tao coi mày hạnh phúc được bao lâu. Hôm nay mà mình chưa yêu đó. Không là cái câu này là làm thì cảm giác là hơi bị khó chịu đó. Bây giờ mà chỉ cần được yêu thôi chứ muốn hạnh phúc mấy ngày cũng được. Tôi là tôi cần được thế. Bây giờ muốn được yêu. Bây giờ không cần quan tâm là hạnh phúc được bao lâu nữa. Em ủng hộ chị kiểu như bây giờ. Em thấy chưa, em thấy chưa. Cho dù cho em yêu, em yêu một ngày, một tiếng, một thứ tới đây là có một đích hết. Trang, Trang nói câu đấy xong là mình kiểu hình dung ra kiểu mấy cái đoạn clip ở trên YouTube ấy, kiểu em cô đơn quá. Cái bài gì cầu hôn đó. Anh muốn ăn em không? Có em không lỗ. Anh có yêu em không? Em sao vậy? Anh có yêu em không? Nó nhập vô chị quá chị quên rồi. Cái miếng này em binh chị của em nè. Tại vì đâu phải là mình, có nghĩa là mình ế là ai mình cũng sáp vô. Nhưng mà mình cần cái cảm xúc yêu và được yêu. Nhưng mà thơ là em thấy thử nha. Mình càng khao khát, mình càng tìm kiếm nó lại không có. Ừ, mà khó thì nó tạm bợ lắm. Đúng là kiểu hạnh phúc được bao lâu á. Chạy tình tình theo mà theo tình tình chạy hả? Đúng. Đúng rồi, mình đừng có sổ sàng. Đúng rồi, đúng rồi. Tình yêu nó lại tự đến. Tỏ vẻ như vậy thôi chứ mình cũng rất là nhiều người theo đuổi nha. Mình không cần phải sâu xa. Nói Trang cái gì đâu, mình đang phân tích chung mà. Không nên nhạy cảm quá nha. Mình sâu xa, mình đang theo đuổi ai đấy hay là mình đang bị không hề, nãy giờ xa vẫn cảm giác là Trang rất là dữ dáng nha. Không có gì hết nha mọi người. Và như vậy thì chúng ta đã trải qua 3 hashtag. Bây giờ chúng ta cùng nhau đoán thêm cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay tên là gì nhá. Tình yêu. Rồi, chắc chắn rồi. Chắc chắn rồi. Xin lỗi mọi người, tại vì các bạn là trong đầu chỉ muốn đến yêu. Lâu lâu rồi không được yêu, không sao, em hiểu mà không sao. Chủ đề
tuổi trẻ bồng bột hả mọi người? Không, em đúng được một phần. Đúng cái chữ bồng bột đấy, em đoán bồng bột đấy, chị đoán tuổi trẻ. Em nghĩ tuổi trẻ. Tuổi trẻ. Em nghĩ là tuổi trẻ khoan hãy vội yêu. Cũng có ý đúng, chúng ta có một chữ trẻ. Trẻ trâu. Trai trẻ. Yêu là sẽ khúc to. Sai. Lỗ liền cái đó hả? Thì bây giờ mình sẽ công bố cái chủ đề chính của ngày hôm nay của chúng ta. Trai trẻ ở single hay couple? Trời ơi. Mình đã chỉ rồi, mình đã ping vào liên tục rồi, mình đã ping vào liên tục cho Trang rồi. Trang không biết. À, trai trẻ là thường là đôi hay là nên có đôi. Vậy là mấy anh trai trẻ cũng không vân dữ lắm hả anh hả? Cái đó mình nghĩ không chỉ là con trai đâu mà con gái cũng vậy đúng không? Không có anh gái, nãy giờ anh thấy có ai phân vân không? Nãy giờ thật ra con gái bây giờ nha là rất là kiểu sấn sổ đó, nhưng mà không sấn chỉ nha. Là chị hai giờ sổ tốt lắm chị. Tệ tệ Trang ơi. Thế mà vừa nãy Hoài Gia nói là sỗ sàng không chịu, phải là sấn sổ. Không chịu cái từ sỗ sàng nha. Mời mọi người. Gì đây? Mời mọi người ăn bánh nha. Có vẻ như là chúng ta có một cái mật thư gì đó. Trang đọc đi Trang. Khoan hãy nuốt vào miệng. Bé trời ơi, sao vậy em? Miếng ăn là miếng tồi tàn. Phần đầu tiên giải mã hình thể. Trò chơi bánh hút, các cô gái lần lượt chơi cùng chàng trai, cả hai cùng ăn ở hai đầu một chiếc bánh que đến khi bánh gãy. Sau cuộc chơi, phần bánh còn lại của cặp nào dài nhất sẽ là người thua cuộc và phải trả lời một câu hỏi bắt buộc mà ban tổ chức đưa ra. Okay, có. Muốn chơi trước okay, không? Ok, bắt đầu. Em nhường chị đó nha. À. Ê, bộ phim Hàn Quốc nha. Lãng mạn nè. Hai ba. Chua đi, còn lấy hương đà nào. Chua. Có được cầm tay không nhỉ? Chua. Chưa được một cái tiền đặt ra mất rồi. Không có được, lại phải luật rồi. Coi như cái đấy là cái chắc mũi. Chưa hôm nay bao giờ từ bé đến lớn. Nhưng mà bây giờ là cái phần còn lại là Trang cũng bỏ miệng, Trang ăn hết rồi. Cái cặp này hay. Nhưng mà mình có phát hiện sau trò chơi lần đầu tiên á, mình có phát hiện là bánh này khá là ngon á. Bắt đầu nha. Okay. Cái này là sỗ sàng đó nha. Chua. Thôi đi. Nhanh lên máu lắm rồi. 2, 3. Trời ơi. Rồi có cái thước ở đây nè, giờ mình đo coi nó bao nhiêu. Của em dài bao nhiêu vậy? Thắng. Chị sáng. Cái bánh đó. Không biết, chị trong sáng em. Mọi người sao? Mọi người nghĩ. Đo nè, đo nè. Rồi, không tới 1cm. Trang ơi, 2cm. Rồi, của Thắng 2cm nha. Ủa? Kể về lần hẹn hò điên rồ nhất, thời gian, địa điểm, tại sao điên rồ. Ê, này mình có thể được đổi không? Bởi vì lần hẹn hò nào của em nó rất là lãng mạn và đáng yêu ý. Thì kể em đi, em cứ kể đi. Lần nào điên rồ nhất trong những cái lần lãng mạn đó? Thật sự luôn là lần nào cũng đáng yêu và... Không, có khi nhiều khi á, chị nghĩ là đáng yêu nhưng mà chị kể ra mọi người nghĩ là điên rồ đó. Nào mình làm sao hả? Đáng chua. Em nói thật nha, em lại có một cái đặc điểm là cứ mỗi lần chia tay người yêu cũ xong là em quên sạch kỷ niệm mình yêu cũ. Như kiểu bị reset ấy, cho nên là lần nào yêu ai cũng như kiểu lần yêu đầu tiên mà thực sự là em không có nhớ. Vậy thì mình thay đổi. Vậy là không, bây giờ vậy là Cha Moon không thể nào trả lời được câu hỏi thử thách này thì Cha Moon sẽ bị phạt cái gì đó. Hả? Có phạt nữa hả? Đúng rồi, phải phạt đi chứ bây giờ cần đưa câu hỏi không trả lời thì phải phạt thôi. Phạt đó là bây giờ mình ăn tiếp một cái. Không, hư thì sẽ được thà. Hay là vừa uống nước vừa hát. Đi đổi cái đấy cho Nam Anh. Thế thì thôi bây giờ thế này cho dễ này. Hình phạt của Trang. Bây giờ hình phạt của Trang là Trang phải hát một bài cho mọi người nghe. Chưa nghe giọng hát của Trang bao giờ hết á. Chắc em trải đây cái chiếu em ngủ quá. Không mà trời ơi cũng lâu. Chị hát hay không thôi. Thử thách cái gì cũng chịu làm chứ. Anh muốn ôm em không? Chua. Muốn về nhà với em không? Chua. Tình yêu em ta vẫn có nhau. Hay quá. Em đề nghị đổi nhân vật nữ nè. Nhân vật nữ này chiếm sóng mình lâu quá nè. Bây giờ đổi rồi. Cảm ơn Trang rất nhiều. Người tiếp theo nào?
Tiếp theo. Mình không phải bị phạt đúng không? Rồi tới chị nha. Ok. Rồi tới chị Mai Sa nè. Hai ba. Thèm cần chết mà mày đang cá bố hoài. Nói nghe nè, lâu rồi chị cũng không ăn chai trẻ. Lộn ăn chung với chai trẻ. Đâu? Sao kỳ chứ, người ta thường càng ăn càng dài, lúc này càng ăn càng ngắn lên. Thôi nhìn là biết là thua cái rồi. Cái này là thua không rồi. Lại không chị? Em nghĩ là ai cũng sẽ thua thôi, làm sao mà 1cm được. 1cm trừ khi hôn nhau á. Cho các ông này không chịu khó làm lại ghê. Rồi chị Hoàng Sang bốc câu hỏi nè, em mong chờ câu trả lời của chị quá. Kể về lần bạn say cùng người khác phái gần đây nhất. Vui. Bạn say cùng người khác phái. Cứ khác phái là được. Là cũng lâu rồi đó nha. Không lại là công việc không mà không có say đó. Để nhớ coi. Lần say. Ủa trong chương trình có ghi say nắng hay là say gì không chị? Say. Mình say. Say cùng người khác phái là say gì cũng được hả? Em thấy cái dòng trả lời câu hỏi sao ai trả lời cũng lâu hi. Tí nữa bà lại ngồi 2 tiếng bà nghĩ câu trả lời đó. Bắt mình nhớ về cái điên rồ. Lần say gần đây nhất là Sa say cùng với idol của Sa. Anh biết rồi á. Thì đó là biết idol là được rồi. Và lần đầu tiên mình gặp idol mình ở ngoài đời. Thì mình ngồi chung bàn nhậu nữa, mình được các anh giới thiệu. Thì lúc đó Sa rất là rung luôn. Nhưng mà mình cũng phải ráng giữ bình tĩnh. Bình tĩnh mà mình say. Phải giữ hình ảnh nữa. Nhưng quan trọng là mình say bia xong chị có say nắng rồi đó không? Idol là mình say nắng từ lâu rồi em, anh hỏi. Say từ trước rồi. Họ dư thừa quá đúng mình say chị lâu rồi. Chị say kiểu idol khác còn say kiểu nam nữ khác chứ. Thì bắt đầu rượu vô nó mới say tiếp nè. Chị hỏi sâu quá người ta không muốn nói. Nhưng mà em muốn nghe. Con bé này nó chung đội với chị hết ta. Say xong rồi đi đâu? Không hề, tức là hôm đó vẫn là dễ thương. Người ta đi đâu kể người ta. Bây giờ say quá thì người ta không được. Tại vì muốn nhanh nhanh đi ăn. Nhưng mà mình cũng giữ giá nha. Thì ý là say xong rồi đi hát không á? Anh idol muốn đưa Sa về nhà nhưng mà mình vẫn tự về nha, mình không. Người ta chảnh, người ta chảnh. Chảnh, giữ giá. Người ta xéo mình đó. Với cái chủ đề ngày hôm nay á, thì Sa cũng thắc mắc là trong cái lứa độ tuổi của Thắng thì Thắng sẽ chọn là single hay là mình sẽ làm couple. Quan điểm của Thắng là Thắng sẽ chọn là single đó. Bởi vì là trong những cái khoảng thời gian trước đây ấy, thì mình cũng đã từng trải qua một vài mối tình. Thì những cái mối tình đó nó mang lại cho mình những cái trải nghiệm và cái kết quả không được như mình mong đợi. Thì ngày đó mình vừa mới tốt nghiệp xong á, thì mình chưa có việc làm ổn định, chưa có được một cái công việc mà mình thực sự yêu thích. Khi mà mình yêu thì gia đình nhà cô gái, bạn gái của mình thời điểm đó đã phản đối rất là kịch liệt, phản đối rất là nhiều. Thì mình và cô ấy cũng đã cố gắng một khoảng thời gian khá là dài và cố gắng khá là nhiều. Nhưng cuối cùng thì dẫn đến cái việc, cái chuyện là hai đứa vẫn không thể đến được với nhau. Tại vì là tình yêu đầu đời nên mình dành tình cảm khá là trong sáng và khá là nhiều. Sau cái mối tình đó thì mình cũng đã có cảm tình với một bạn khác. Thì như Trang biết đó, mình từ ngoài Bắc vào trong Sài Gòn thì mình sẽ rất là cô đơn, xa gia đình, xa bạn bè. Thì khi đó Trang chắc là cũng sẽ rất nhiều các fan hâm mộ, rồi được rất nhiều người quan tâm đúng không? Thì Thắng cũng vậy. Thắng cũng có được những người mà quan tâm mình rất nhiều. Nhưng mà ở trong đó có một bạn rất là nổi trội. Tức là bạn ấy quan tâm theo cái cách mình rất là thích. Người ta còn rất là hiểu mình nữa. Nên mình cũng có những cái rung động rất là mạnh mẽ đối với bạn đó. Bọn mình đã có tất cả những cử chỉ của một cặp đôi yêu nhau hết rồi. Nhưng mà nếu mà bảo là người yêu thì chưa phải. Tại vì trước đó mình đã sụp đổ vì một lần là mình không được gia đình cô bạn gái kia chấp nhận vì sự nghiệp của mình á. Nên mình cũng không tự tin bước đến với cô gái đó trong thời gian đó. Thật ra nha, tình yêu nó không phụ thuộc vào độ tuổi. Không phụ thuộc vào là bạn đã có sự nghiệp hay chưa, mà là bạn có đủ tự tin vào bản thân mình hay không. Thực ra người ta có thể yêu, anh có thể yêu bạn đấy từ năm 20 đến năm 35 và sau đó anh cưới vẫn được. Nếu như anh tự tin là anh sẽ đem được hạnh phúc cho bạn ấy, chẳng qua là anh chưa đủ yêu. Anh sẽ không bao giờ có một lý lẽ hay là có một cái suy nghĩ là phải trái đúng sai gì nữa đâu. Mọi thứ nó đều chỉ con vào một chữ là tình yêu thôi. Bởi thực sự em đã trải qua điều đấy. Không, cũng có lý. Trang nói thì cũng có. Trang ơi, phải từ hai phía nè. Bạn thứ hai đấy thì là anh đã có một cái gọi là cái vết thương đi. Vết thương lòng từ trước rồi. Nên là để mà vượt qua được cái suy nghĩ mà anh đã đặt ra cho anh lúc đó rất là khó.
Thôi em nghĩ là tiếc cho bạn đó đó. Em nghĩ là cái vết thương anh là một phần thôi, nhưng mà em nghĩ cái bạn gái thứ hai đó không làm cho anh đủ rung động đến mức mà anh yêu người ta say đắm á. Tại vì em nghĩ nha, ví dụ con gái tụi em có thể là lúc đầu yêu ít, nhưng mà càng gắn kết á thì tình cảm nó sẽ càng lớn. Nhưng mà đàn ông á, em không biết có phải tất cả không, nhưng ban đầu mà cái người đàn ông đó không yêu mình dữ dội á thì rất khó để có thể xây được một cái tình yêu lớn về sau. Các anh sẽ nghĩ là các anh phải thành công, các anh mới đưa được những cái gì đó cho người phụ nữ, đúng không? Nhưng mà anh biết không, đàn ông là sao hỏa, đàn bà là sao kim, cho nên á cái suy nghĩ rất là khác nhau luôn. Ví dụ như anh sẽ nghĩ là anh phải đưa ra cái vấn đề giải quyết cho họ, ví dụ họ đang khó khăn thì anh phải trợ giúp được họ. Nhưng mà sẽ có những người con gái họ cần sự chia sẻ hơn, anh hiểu không? Có nghĩa giống như là bây giờ em đang khó khăn, nhưng mà có thể anh không giúp được em, nhưng anh giúp tinh thần để hai người cùng vượt lên khó khăn đó. Thì thật sự càng như vậy á, cái người con gái họ sẽ càng yêu mình hơn. Cho nên anh phải mở lòng một chút xíu, chứ không phải là anh nghĩ là bây giờ phải có vật chất, phải có thành công nha. Anh không phải là anh không mở lòng, anh có mở lòng yêu, nhưng mà cái ở đây chưa có một quyết định chính thức. Anh đang yêu bản thân mình nhiều hơn, hoặc đấy là thực sự luôn. Em xin lỗi nha, mặc dù lúc đầu em rất là thích anh đó. Anh không nghĩ là anh yêu bản thân mình nhiều hơn đâu. Sao nghĩ là Thắng nghĩ cái đường dài hơn? Đúng rồi đó. Nếu anh là một người yêu bản thân anh ấy thì anh sẽ phục vụ cho cái cảm xúc của anh trước. Tức là nếu em là một người thích anh ấy, anh sẽ đường hoàng chính chính hay anh làm một cách nào đó để em thích anh tiếp. Và anh không nghĩ cho riêng anh, anh muốn ví dụ em là người anh đang thích thì anh muốn em là người hạnh phúc. Theo em nghĩ với cái góc nhìn của em thì em nghĩ mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi một hoàn cảnh thì người ta sẽ có những cái tính cách và cái suy nghĩ. Nhưng mà với em, quan điểm của em á, thì khi mà người yêu của em á nói với em vậy nè, bây giờ mình không có yêu nhau được, mình không thể có một mối quan hệ chính thức. Mình có thể gặp nhau, mình có thể đi chơi chung, nhưng không có quan hệ chính thức bởi vì anh còn phải lo sự nghiệp nữa. Thì phản ứng của em như thế nào? Em có chấp nhận không? Đây, nếu như mà em, khi mà em có cảm xúc yêu, đó là một cái cảm xúc mà thật sự rất là mãnh liệt và nó rất là quý. Mình khó tìm được cảm xúc đó lắm. Với quan điểm của Sa, vẫn yêu ở trong cái lứa tuổi là 20 đến 35, mình cứ yêu thoải mái đi. Nhưng mà mình sẽ cũng chỉ công khai với những người thân thiết của mình thôi, và bắt buộc là phải xác định mối quan hệ. Đúng, phải xác nhận là vậy, phải rõ ràng, phải rõ ràng, đúng người đúng thời điểm. Nói chung là xem nhẹ tình yêu một chút xíu, đừng em nghĩ là đặt nặng nó quá thì cả hai cùng mệt thôi. Dạ. Không, thực ra không phải là dùng từ xem nhẹ không đúng, nhưng mà nghĩa là mình biết cân bằng á, mình biết cân bằng một chút, và mình coi như là nó là gia vị của cuộc sống. Dạ. Không, ví dụ như có khi nào chị cảm thấy là trong cuộc sống chị không tìm được cái gia vị đó? Ôi trời ơi, tôi đang không tìm được đây. Các bạn trẻ ơi, các bạn trẻ mà đang xem TV là không ai cho mình được cảm xúc. Ồ đó, thì tôi đang bị như thế đây. Em đặt câu hỏi tiếp đi, chỉ còn thả thính các bạn qua đang ngày, xem. Qua ngày hôm nay và qua bữa ăn ngày hôm nay, mình cũng cảm ơn các bạn rất nhiều đã cho mình những ý kiến. Rồi thì chúng ta lại quay trở về Cái màn quen thuộc mà không có cái tập nào mà bỏ sót được. Lý do bởi vì mình nghĩ là với một cái không gian lịch lãm như vậy thì mình tính tiền ở nhầm ở trong đầu mình á, thì từng món mình cộng lại thì ra con số này xấp xỉ hoặc là hơn một xíu. Tới em mới chớ lẹ này, delicious. Hả? Quần cao hả? Gấp đôi thắng luôn á. Lý do sao mà em đưa 1.8 cho Nam anh? Tại vì em thấy nó giống với cái buổi ăn lần trước nên em nghĩ nó sẽ ở mức đó. Tức là có kinh nghiệm rồi. Thế đến em nha. Tết em. Thôi nghĩ là mình trả quá. Nên ý kiến đi, 1.5 triệu. Nghĩ là chị mình trả tiền đợt này quá. Thực ra em ăn các món đêm đều thấy rất là vừa vặn. Mặc dù em đi ăn nhiều rồi. 15 triệu. 1.5 triệu má. Không là có thể trả tiền chứ. Và thực sự là rất là cảm ơn chương trình cũng như là nhà hàng đã tạo điều kiện để hôm nay chúng mình ngồi ở đây. Tết em. Đây là con số của em, đó là 1.3 triệu. À thì mỗi người sắp xỉ nhau hết. Nói chung là em cũng nhắm những cái bữa ăn mình hay đi ăn, em nhắm vậy thôi, chắc tầm đó. Và nhận xét là trang trí đẹp mắt nè, chế biến ngon, vị vừa ăn, và rượu vang thì rất là ngon. Và giá của Sa đưa ra cho bữa ăn này là 1.2 triệu. Mình tính mất bị thiếu một món này. Và bây giờ chúng ta sẽ hồi hộp biết được giá thật như thế nào. Em ơi, bây giờ chúng ta sẽ biết được cái bộ mặt thật của cái bữa ăn hôm nay. Cái bữa ăn của chúng ta ngày hôm nay có tổng giá trị là 632.500 đồng.
Vậy rồi ai sẽ là người trả cái bữa này ta? Còn ai mà đây nữa? Xin nhận lắm anh ạ. Chúc mừng anh. Vậy là chị Nam Anh trả rồi. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday.